Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Một năm 2020 nhiều biến động và xáo trộn càng khiến chúng ta mong chờ tới Tết hơn bao giờ hết. Dù chỉ là trong vài khoảnh khắc bình yên ta được tách mình ra khỏi sự vận động thường này của những lo toan sợ hãi. Những phút giây cả nhà quay quần bên mâm cơm chiều cuối năm, cùng ngồi trò chuyện bên nồi bánh chưng, bánh tét, háo hức đón giây phút giao thừa là những khoảnh khắc thiêng liêng và được mong chờ nhất. Anh Hồ Trung Quân nói, cả năm nay cứ dịch bệnh rồi bảo lũ liên miên, định về quê mấy lần mà lại phải hủy vé. May quá giờ ở Đà Nẵng vẫn bình yên, Tết có mong gì nhiều đâu ngoài sức khỏe hả em? Mong ba má còn sống để Tết còn có nơi để về, chở má đi chợ Tết, chở ông ba ra chợ hoa vậy là đủ. Hạnh phúc, đi về nhà. Cô đơn, đi về nhà. Thành công, đi về nhà. Thất bại, đi về nhà. Mệt quá, Đi về nhà Mùng lung, đi về nhà Trên vên, đi về nhà Chích bài hát đi về nhà Không may mắn như anh Quân, bác Thuận chia sẻ, cũng gần 4 năm nay, cứ khi nào đi làm về thấy người ta bày hoa bán Tết thì coi như đêm nào bác cũng khóc, nhớ má. Tết xưa có má gia đình lúc nào cũng đông vui, làm món này món nọ. Bây giờ mình vẫn nấu món đó cho con cháu thôi, nhưng không còn tiếng má nói cười dưới bếp nữa tết bác chỉ mong sống lâu chút bên con cháu bên cháu cho ngày tết đầy đủ tình cảm tết là dịp để những đứa con trở về bên gia đình người thân về với cội nguồn nơi đấng sinh thành đang chờ đợi sau một năm xa nhà đi xa ta lại nhớ nhà ra riết ta không nhớ một nơi chúng cụ thể ta nhớ kỷ niệm nhớ ký ức tuổi thơ nhớ mùi vị món ăn mẹ nấu và tết cho ta cơ hội được trở về với cội nguồn của nỗi nhớ phong sinh viên năm ba chia sẻ học xa nhà mới biết em thấy quý hơn những món ăn mẹ nấu tết về việc đầu tiên em muốn làm nhất là ăn bữa cơm xung họp cùng gia đình ăn cơm thịt kho nước dừa của mẹ con đức thiện nhân viên văn phòng lại muốn được ngồi uống cốc bia cùng tía hai cha con lai La dai nghe ổng kể chuyện vụ mùa năm qua cả năm xa nhà chẳng biết uống bia bao nhiêu lần nhưng chẳng hiểu sao trai bia uống cùng tía lại thấy ngọt như vậy cha con anh bình thường cũng ít nói chuyện lắm chỉ khi nào có cốc bia thì mới dễ mở lòng khép lại một năm bận rộn với bao lo toan, bộn bề của cuộc sống bằng một bữa tiệc xuân, vậy bên gia đình là điều mà ai cũng ước mong, vì Tết xuân họp đủ đầy mới là một cái Tết trọn niềm vui. Bia Sài Gòn chiêu mong muốn mang tới một bữa tiệc thật chiêu cho cả gia đình xuân, vậy đồng thời khơi nguồn năng lượng sống tích cực cho năm mới vui vẻ. Là thành viên trẻ trung nhất được ra mắt, Bia Sài Gòn chiêu sẽ giúp bạn dẫn dắt những bữa tiệc xuân họp thật chiêu. Với kỹ thuật lọc bia lạnh sâu ở hai độ C mang đến hương vị sảng khoái, đặc trưng, sẽ đánh thức mọi giác quan và đem lại sảng khoái tức thì qua từng ngụm bia, giúp các cả nhà tận hưởng cuộc vui trọn vẹn. Không khí đón xuân mới đang nhộn nhịp và lan tỏa khắp nơi, hãy hãy gạt bỏ âu lo để chiêu cùng bia Sài Gòn chiêu. Nhưng đã uống đồ uống có cồn thì không lái xe bạn nhé.